Làn da của chúng ta là nạn nhân của những lối sống kém khoa học hay là môi trường kém lành mạnh do khói bụi, ô nhiễm. Đó là lý do vì sao mà nhiều người dù còn rất trẻ tuổi nhưng đã bắt đầu cảm nhận được sự lão hóa của làn da mình, ví dụ như nếp nhăn quanh mắt hay là bộ mặt bóng râu. Để làm đẹp da thì nhiều chị em sẵn sàng đầu tư rất nhiều loại mỹ phẩm bạc triệu, mà quên mất rằng bằng việc tiêu thụ trái cây hoặc là các thực phẩm quen thuộc mỗi ngày cũng góp phần phục hồi và làm trắng làn da. Các chuyên gia về dinh dưỡng và sắc đẹp trên tờ Style Gray và Skincraft đã liệt kê một số thực phẩm lành mạnh và tốt nhất cho làn da của chị em. Hãy đầu tư 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng trong thời gian 2 tuần. Vậy đó là những thực phẩm gì? Thì hãy cùng Blog Đẹp đi khám phá ngay bây giờ nhé! 1. Quả mơ. Mơ là thứ quả mà Việt Nam có vừa nhiều mà lại vừa rẻ. Nhưng có lẽ bạn không ngờ rằng mơ chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Nó giúp giảm sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa. Mơ cũng có đặc tính chống viêm để có thể cải thiện các triệu chứng của mụn trứng cá, giúp loại bỏ dầu thừa trên da. Đồng thời, quả mơ cũng rất giàu vitamin A, K và folate, có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da của bạn, hỗ trợ trắng sáng da từ sâu bên trong. 2. Quả dứa. Dứa không chỉ được yêu thích vì ngọt và thơm, mà còn bởi chúng rất giàu chất xơ, vitamin A, C, K, folate và các khoáng chất như là canxi, kali và phosphor. Dứa có chứa một loại enzyme gọi là bromelain, có đặc tính chống viêm, chống ung thư và giúp chữa lành vết thương nhanh hơn. Nghiên cứu cho thấy, đắp dứa lên vùng da bị nám thì có thể giúp loại bỏ các tế bào da chết và đẩy nhanh quá trình chữa lành da, giúp da trắng lên từng ngày. 3. Cà chua. Cà chua không chỉ là loại mặt nạ làm trắng da quen thuộc, bởi việc tiêu thụ cà chua hàng ngày cũng góp phần giúp làn da khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây ung thư da từ ánh sáng mặt trời, từ đó cải thiện làn da đen sạm và trả lại cho bạn một làn da trắng sáng. 4. Bí đỏ. Bí đỏ được biết đến là thần dược của làn da thiếu sức sống, xỉn màu và kém tươi trẻ. Bí đỏ còn giúp bạn bảo vệ làn da khỏi các tác nhân có hại từ môi trường như là nắng, gió, khói bụi, giúp da rẻ thêm hồng hào, lỗ chân lông sạch và xe nhỏ. Chất kẽm ở trong bí đỏ còn giúp làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá và các vấn đề về da khác. 5. Quả cam. Bạn có biết rằng cam chứa rất nhiều vitamin C và các loại vitamin khác, giúp bạn có một làn da sáng, săn chắc, đồng thời xóa tan cuồng thâm mắt sau những ngày làm việc mệt mỏi hay là thức khuya đó. 6. Quả bơ. Tiêu thụ bơ mỗi ngày có thể thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh vì nó rất giàu lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi bức xạ của tia cực tím. Các chất béo lành mạnh ở trong bơ giúp giữ độ đàn hồi của da, giảm viêm và tăng tốc độ chữa lành vết thương, cải thiện làn da, giúp da trắng hơn mỗi ngày. 7. Quả chanh. Chanh là chất tẩy trắng tự nhiên, chúng rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp thải độc tố ra bên ngoài và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng và tăng sắc tố. Vì vậy, nếu bạn có sắc tố da không đồng đều, đốm đen, sẹo mụn hoặc là sừng hóa, thì hãy thử dùng chanh để có một làn da sáng bạn nhé. 8. Cá hồi. Cá hồi không chỉ giúp bạn giảm cân mà đây còn là nguồn thực phẩm chứa axit béo omega 3, hỗ trợ dưỡng ẩm hiệu quả cho da, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, tăng cường sự đàn hồi, giúp da càng mịn, trắng sáng hồng hào. 9. Sữa chua. Sữa chua là sản phẩm lên men có lợi cho hệ tiêu hóa và làm đẹp da, nên cung cấp cho cơ thể một hộp sữa chua mỗi ngày để da khỏe đẹp và trắng sáng nha. 10. Trứng. Trứng là nguồn thực phẩm chứa các chất chống oxy hóa, gồm có vitamin B và E, hỗ trợ duy trì sức khỏe của làn da. Bạn có thể cho thêm vài quả trứng vào đĩa salad để ăn hàng ngày, giúp lấy lại vẻ đẹp trắng sáng cho làn da của mình. 11. Hạnh nhân. Hạnh nhân chứa một nguồn vitamin E dồi dào, giúp giữ cho làn da của bạn tự nhiên dưỡng ẩm và làm sáng tông da bằng cách chống lại các tác nhân làm sẫm màu da như là các hắc sắc tố. Từ đó làn da sẽ trở nên trắng sáng hơn mỗi ngày. 12. Dầu ô liu. Dầu ô liu là sản phẩm giúp tăng cường độ ẩm cho da và chống lão hóa da cực tốt. Bạn có thể cho dầu ô liu vào các món ăn như là salad hoặc là làm gia vị để cho món ăn thêm thơm ngon hấp dẫn. Vậy các bạn đã biết những thực phẩm càng ăn càng trắng da chưa nhỉ? Hãy bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày của bạn để nhanh chóng sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng và khỏe đẹp bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà Blog Đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé!
Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.